lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm như sao giữ em tay trong tay. Những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi. Hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm. Vợ anh yêu anh đến hết.
trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của anh, thật lòng vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là con dấu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vang. Sông mới đầy ấp tiếng cười rộn vang, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời anh, dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo gian khó, ta đã có nhau rồi, hãy làm vợ anh em nhé, người yêu rằng anh yêu em nhiều không. Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Gặp nhau chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ hoặc phải yêu ai được nữa, giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương,
rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em như thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ còn người em hơn cả yêu. Trong anh bây giờ có lẽ hơn cả rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết tái đắm trời sáng non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống kết bông mười giờ, bên chúng dễ lên trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm nguy nương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Rộn ràng hạnh phúc đang tràn dâng, nồng nao lâng lâng sao xuyến đến ngập lòng. Ngày đám cưới đưa tình ta lên ngôi cao thắm trầu xanh đẹp duyên đôi lứa. Rộn ràng kiều rước dâu về dinh, ngân gian xa xa câu hát thăm đường tình. Tình kết trái đắm chồi xanh non thơ, kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu ta xuống cát bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lỏng vàng lá chuối, xây tổ ấm uy nghiêm mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ gian khó vẫn không sợ, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa, tóc cô dâu thả xuống kết bông mười giờ, bên chú rể lưng trần che lòng vàng lá chuối, xây tổ ấm quy ngương mơ ước ngày nên đôi. Mỗi tờ duyên từ nay gắn bó sắc son bạc đầu, gian khó vẫn không sơn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi xanh nồng nàn đậm sâu.
gian khó vẫn không sờn, ta một lòng bên nhau, tình ta vẫn mãi nồng nàn đắm sâu. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, ngày xưa. Chữ tình, chữ duyên, ngày nay, ngày nay. Kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn thiết. Sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son đôi duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến huyền hương. Đang đang đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn khít. Sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cau. Tình đắm duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến huyền ương. Đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Ha 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 ha. Tuyệt vời
đắm như du hồn em, màu vàng đắm say. Người yêu của em không cần giàu sang, người yêu của em đừng đắng đàng hoàng, người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm lạ lơi, không như áng chiều trôi, lời chót lơi đầu môi. Anh ở đâu em tìm chàng sao trong đám đông những người thật thà? Người em mến thương, anh là ngôi thần tượng, trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi, hoàng tử của chú bác, các anh các chị và các bạn trẻ nam nữ thanh niên thân mến, đông về thì được đỡ quê ta, xóm thôn phấn khởi, nhà nhà mừng vui, đông về bước lại tìm hoa, đông về là bản tình ca yêu đời, đông về đồng cánh đồng xanh, đông xây duyên mới trong lành nửa đôi. Vâng, mùa đông cũng là mùa của hạnh phúc tình yêu. Thật vậy, trải qua những năm tháng tình hiểu, tình yêu của đôi bạn trẻ Diệu Linh và Văn Dưỡng, họ chúng ta long trọng tổ chức buổi lễ đính hôn cho đôi bạn trẻ Diệu Linh Tiết Duyên cùng Văn Dưỡng. Vâng, và để mở đầu chương trình buổi lễ đính hôn hôm nay, ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện của nhà Nam phát biểu ý kiến và đặt lễ an hỏi. Xin trân trọng kính mời các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu. Qua sự tìm hiểu rất là kỹ lưỡng của hai cháu, được sự nhất trí của hai bên gia đình và chính quyền địa phương, hôm nay gia đình ông Tưởng và bà Phương có sắm xanh một số lễ để vào làm thủ tục ăn hỏi cho cháu. Và xin mời ông bà ông Tưởng và ông bà ông Đạo chuẩn bị vào vị trí để trao lễ cho nhau. Và xin mời bộ phận chuyển lễ, các vị chuyển lễ vào trong nhà để ông Cường và bà Phương trao cho ông Đặng và bà Phương để ăn hỏi trong ngày hôm nay. Xin kính mời. Hương thơm gió ngọt cành đào, hồng tươi đỗ thắm rạp rào khúc sinh, chim chiều tung tay hữu tình, bầu trời trong tháng ngày này nở hoa, tình yêu hai cháu mặn mà, chúc cho cháu một nhà yêu thương. Họ nữ xin có đôi lời gửi tới hai họ, kính mời bác lên. Và để tiếp theo chương trình buổi lễ đính hôn hôm nay, ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện của nhà nữ phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời. Họ nhà trai và cùng thể và họ nhà gái, hôm nay được sự nhất trí của các cháu và cùng hai gia đình. Họ nhà trai sắm sửa lễ để sang cúng gia tiên họ nhà gái, và trước tiên là cúng gia tiên nhà gái tổ tiên chúng tôi, và sau là toàn thể hội hôn chúng ta uống nước ngoài thuốc. Tôi đại diện cho họ nhà trai họ nhà gái là xin nhận lễ của họ nhà trai. Thì tất cả những cái lễ mà họ nhà trai đến tôi chấp nhận và đưa đi cúng cổ tiền. Sau đây là tôi cũng rất chân thành cảm ơn cái
nhà trai đã không quản được sáng hơn thôi, mang em đến nhà gái thôi để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Cuối cùng chúc toàn bộ các hoàng hôn sức khỏe. Qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay quan tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời.
tôi hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nhìn con dâu trẻ khỏe xinh tươi, mừng cho anh cháu thành đôi vợ chồng. Hôm nay họp mặt đủ đông cô dì chú bác bạn bè gần xa, hôn trường được đỡ pháo hoa, cơ quan đoàn thể một nhà đông vui. Hòn Nam xin có đôi lời gửi tới hai họ cùng nào hôn. Vâng, và để tiếp theo chương trình buổi lễ đính hôn hôm nay, ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện của nhà Nam phát biểu ý kiến và đặt lễ xin cưới. Xin trân trọng kính mời toàn thể cô dì chú bác bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu. Chương trình lễ ăn hỏi của các cháu mình đã tiến hành thủ tục đã xong, và tiếp theo chương trình lễ xin cưới thì tôi xin trân trọng giới thiệu thái đoàn của chúng tôi, gồm cụ Huyên là cụ của cháu, Lâu ngồi bên kế bên cạnh và cụ kia là bà nội của cháu, và đây là ông Cường, ông bố của cháu Dưỡng, và bà Phương vừa mới ngồi mặc áo dài là mẹ của cháu Dưỡng, và gồm có ông Trung, ông Huân, tôi là ông của cháu, và cùng toàn thể cô dì chú bác anh chị em bạn bè của các cháu cũng đều đến dự cái buổi lễ ăn hỏi của cháu hôm nay. Và tiếp theo chương trình là chúng tôi có một cái lễ xin cưới kính tiên tổ. Xin nhờ lời cho phụ đại diện cho họ một cái. Và để đáp lại lời phát biểu của ông trưởng đoàn đại diện của nhà Nam, xin trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện của nhà Nữ phát biểu ý kiến ạ. Vâng, qua lời chứng của nhà Nam, tôi nhận lấy chứng cưới của nhà Nam. Và ta tiến hành cái giờ đất ta đã bàn rồi, nhưng mà có sai sót gì thì ta cũng bàn lại. Đấy là phần lý là phần nhận lễ. Phần thứ hai là phần giới thiệu trên họp nhà cái chúng tôi. Là đây là bố của ông của chúng ta. Mặt và áo tím kia thì còn là tất cả những cái cô chị chú bác ngồi đây, bác và thầy của Đồng Ninh của tỉnh Đạo, và tất cả những anh cô chị chú bác là đều đến hôm nay để buổi để nhận hỏi các cháu. Cuối cùng là toàn bộ họ nhà Nam đến với buổi hôn ăn hỏi trên đường đi các
chúc toàn bộ đồng khỏe và xin chân thành cảm ơn ạ. Và bây giờ xin trân trọng kính mời hai bà mẹ của chú rể và bà mẹ của cô dâu của chúng ta cùng kính thưa hành trong đi. Chân thành của nhà gái và cũng cho phép chúng tôi được về họp nhà trai
để lo công việc tiếp theo cho các cháu. Thì nên đặc biệt là quan viên của Hà Nam đã vút chút thời gian khoảng gần không quản đường xá xa xôi đã trở về hôm nay, chúc đoàn đại biểu của chúng ta ra về thượng lộ bình an vạn sự như ý, chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, xin chân thành cảm ơn.
quê hương ta đó, em theo anh đi về, về quê hương đậm đà.
che mát đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mát đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Niềm vui gấp bội lại có đôi câu tung cánh giữa trời như hai bạn của một tình xuân trẻ sánh vai nhau đi xây đắp cuộc đời. Đây trái tim đang với đôi dòng chữ chúc phúc mừng xin ghi lại ngày vui. Đây pháo, đây hoa, đây quà, đây bánh và cả những ánh mắt long lanh đầy hoan hỉ say đắm lòng trong khói thuốc bay. Vâng, vui hôm nay nhớ lại những buổi ban đầu đầy niêm luyến đấy, khi Diệu Linh và Văn Dưỡng gặp nhau vào những ngày mùa thu nắng ấm, khi ngàn cây mong đợi gió đông về. Và cũng kể từ đó Linh đã gieo vào lòng Dưỡng nỗi nhớ để lòng Dưỡng sóng vỗ đêm dài. Linh có biết lòng Dưỡng đêm không ngủ cứ trằn trọc hoài nỗi nhớ mong Linh. Và đôi bạn trẻ họ đã yêu nhau từ đó, họ yêu nhau qua bốn mùa sương gió, họ yêu nhau qua bốn mùa con nước đầy bơi. Kính thưa các quý đại biểu, kính thưa toàn thể ôn, mùa hạ đi qua mùa thu lại tới, gió nhau may vời vợi gọi mùa đông về, lòng rộn ca vui khúc nhạc tình quê và nhiều bước cùng nhau qua ước hẹn.
vai kể vai, hai em đều hứa hẹn những tâm hồn trong trắng dệt lời thơ, mắt nhìn nhau như hẹn ước từ bao giờ, giữa sống mới dây tơ đầy hạnh phúc. Chàng trai Văn Vương thường nói với Diệu Ninh rằng ước gì anh ấy được là để anh vương gạch bắt chàng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán huyện cho nàng rửa chân. Và cô gái Diệu Ninh thường thỏ thẻ với Văn Vương rằng anh về thư với mẹ cha, bưng chầu bưng kiệu sang nhà em chơi, nếu như các cụ nhất lời thì đôi ta sẽ trọn đời bên nhau. Vâng, và niềm mơ ước ấy hôm nay đã trở thành hiện thực, tình yêu của đôi bạn trẻ đã được đơm hoa kết trái, được sự thống nhất cao giữa đôi bên gia đình và hai dòng họ, và được chính quyền địa phương đôi bên đăng ký kết hôn. Hôm nay là ngày lành tháng tốt đối với gia đình, và hai dòng họ chúng ta long trọng tổ chức buổi lễ phu quy cho đôi bạn trẻ Diệu Ninh Tiết Duyên cùng Văn Vương. Và để mở đầu chương trình buổi lễ hôm nay, ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện của nhà Nam phát biểu ý kiến xin dâu. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn ạ, của hai cháu. Thật là tuy rằng chúng ta đã đi gần đến đích của con đường lễ thành hôn của hai cháu, mọi thủ tục đã làm, hôm nay là lần nữa là cháu sẽ về làm dâu con của họ tộc chúng tôi. Về phía họ nhà trai, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đội Mũ Phớt đây là ông ngoại của cháu. Xin là mời là cụ đứng lên là cho mọi người nhận diện. Và đây là bà Phương là mẹ của cháu xưa. Đây là ông Tuân là ông của cháu và ông Phiên và bà Phiên là thông gia với nhà ông Cường. Cùng toàn thể cô dì, chú bác, anh chị em nam nữ, bạn bè của hai cháu hôm nay cũng có mặt trong buổi lễ xin dâu hôm nay. Cũng như tôi đã phát biểu, chúng tôi hôm nay vào có cây chầu và xin cháu để về làm lễ thành hôn. Thì thời gian của chúng tôi là 2:00 là xin các cụ công các bà trong này bố trí thời gian để chúng tôi xin cháu ra ngoài đó làm lễ được sớm sủa. Và cũng xin kính mời công các bà, cô dì, chú bác, bạn bè của các cháu cùng ra ngoài đó để chứng kiến lễ thành hôn của hai cháu được long trọng. Xin được lời. Vâng, kính thưa bà chồng lần, có bác tay cần nó cũng đeo cho có con mà gả chồng xa, khi hạt giống đỏ theo ra nước ngoài, như kia không ép, không nài để cho bên gái, bên trai thỏa lòng. Chào nhau, chào bác có đôi lời gửi tới hai họ, kính mời bác lên. Vâng, và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông trưởng đoàn đại diện của họ nhà nữ phát biểu kiến chào nhau, xin trân trọng kính mời. Kính thưa hai họ, kính thưa toàn thể anh chị em con cháu hai bên gia đình, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới tất cả chúng ta lời chúc sức khỏe, lời chào thân nhiệt, chào thân ái và trân trọng nhất. Hôm nay họ nhà gái có cơ chầu đến đây để xin cháu Diệu Ninh về làm dâu con trong gia đình. Trước hết chúng tôi xin chấp nhận lễ đón dâu của họ nhà gái và xin lỗi họ nhà trai. Đây là một mối kết duyên tình hiểu của hai con cháu của chúng ta. Vậy một lần nữa xin chúc sức khỏe tất cả mọi người chúng ta và chúc cho tới đây lễ thành hôn của hai con trẻ được vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa bà mẹ, chúng ta đứng ra để trao nhận cơ chầu xin dâu. Xin kính mời hai bà mẹ.
đôi bạn trẻ trở về đôi cửa ấm và thế là niềm tin son sắc đợi chờ tháng ngày mong đợi bây giờ ở đây. Vâng, xin hội hôn chúng ta cùng hướng lên trung tâm sân khấu trường và nổ một tràng pháo tay thật to thật nồng nhiệt để chúc mừng cô dâu chú rể. Vâng, đúng là thám duyên phấn khởi ước mơ thỏa lòng mong đợi bây giờ ở đây. Ông bà nội của cô dâu sẽ ra cô dâu. Vâng, vì thời gian không còn nhiều cho nên là xin mời ông bà nội, bố mẹ của cô dâu chúng ta tiến ra trung tâm sân khấu thường để trao tặng phẩm cho cô dâu chúng ta. Đào thuận hòa, một nhà ấm ấm, rộn rã tiếng ta. Chúc hai con ăn lên làm ra, tiền vào như nước, tiền ra dần dần. Đồng lòng sinh được thằng cu thứ hai, sinh gái đôi bên thỏa lòng. Vâng, thay lời của cô dâu chú rể có hai con xin chân thành cảm ơn bố mẹ đã trao tặng cho hai con món quà rất có ý nghĩa và có giá trị. Chúc bố mẹ luôn luôn mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng hạnh phúc. Vâng, xin quý vị nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cô dâu chú rể được bố mẹ trao tặng phẩm. Vâng, xin vâng, cảm ơn bố mẹ, xin mời ông bà nội và trao tặng phẩm cho hai cháu. Sau đó là xin mời cô Thúy và các em Loan, em Phượng, chúng ta cùng tiến ra trung tâm sân khấu để trao tặng phẩm. Sau khi ông bà nội trao tặng phẩm xong là đến cô Thúy và các em đâu. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông bà, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng hôm nay cũng rất quan tâm đến các cháu và cũng dành cho các cháu những món quà có giá trị và có ý nghĩa. Xin cảm ơn ông bà nội. Xin mời cô Thúy và em Loan, em Phượng cùng tiến ra chân trung tâm sân khấu để trao tặng phẩm cho cô dâu chú rể. Em ơi, đứng sang bên này, một em sang bên đây. Đang ăn cật cường có hiên nhở. Vâng, xin chân thành cảm ơn cô Thúy và các em. Hôm nay cũng có một món quà để trao tặng cho cô dâu chú rể nhân ngày đăng quang hạnh phúc tình yêu của cô dâu chú rể Diệu Đi và Văn Dương. Vâng, xin quý vị nổ một tràng pháo tay lớn nữa để chúc mừng cô dâu chú rể. Vâng, kính thưa các quý đại biểu, kính thưa toàn thể hôn. Vâng, hôm nay cô dâu chú rể được bố mẹ ưu ái và tặng thêm một món quà nữa. Rồi xin mời mẹ của cô dâu sẽ trao tặng phẩm thứ hai tiếp theo cho cô dâu chú rể. Vâng, xin quý vị nồng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chúc mừng. Chút hương đôi môi
Hãy
cá bầu trời vấp ngã cũng chẳng xa rời, nguyện tròn bên nhau suốt đời. Cảm ơn em vì đã bước đến bên anh những lúc cô đơn, xoay ấm con tim hao gầy, ôm anh mỗi sáng thức dậy, nguyện mãi yêu em.
anh gặp em. Ôi không gian bao la dường như đã quay cuồng, nỗi đau trong lòng anh tan theo giấc mơ mong manh. Này người yêu dễ thương, em như muôn bông hoa say sưa ngát thương nồng, điểm tốt cho đời. Quý vị, quý chị và các bạn thân mến, nếu như được ví ạ, tôi sẽ ví như thế này quý vị ạ. Tất cả chúng ta ngày hôm nay là những bông hoa tươi đẹp, là những bông hoa hạnh phúc. Nhưng kính thưa toàn thể quý vị, bông hoa hạnh phúc đó ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng dành về cho chú rể Văn Dưỡng và cô dâu Diệu Ninh với những ánh mắt và đặc biệt là nụ cười rạng ngời hạnh phúc nhất. Và giờ này thì tình yêu họ đang sánh bước bên nhau, đang cùng tiến lên bục vinh quang hạnh phúc của đỉnh cao của tình yêu. Và họ đang cùng nhau dắt tay nhau về lâu đài hạnh phúc của tình yêu. Và toàn thể quý vị, một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau nồng một tràng vỗ tay thật là lồng nhiên ạ, để chúc mừng ngày đăng quang hạnh phúc của Văn Dương và Diệu Ninh ạ. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, quý chị và các bạn thân mến, hôn nhân là một sự kiện trọng đại, nó được bắt nguồn và được khởi nguồn từ tình yêu. Và với những câu ca dao mà xa xưa truyền thống ông cha ta đã để lại, quý vị thân mến, yêu nhau thì mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội và mấy đèo cũng qua. Tình yêu thật là vĩ diệu, nó vô vàn với những màu sắc. Nhưng kính thưa toàn thể quý vị, nó có một điểm chung ạ.
khi hai trái tim họ đã lắng đọng, họ đã hòa quyện thì họ sẽ cùng hòa chung với những giây phút đó là nhịp đập của tâm hồn. Kính thưa toàn thể quý vị, được sự vun trồng và tác hợp của gia đình họ nhà trai cũng như gia đình họ nhà gái, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, ngày hôm nay, ngày 2 tháng 12 năm 2023, nhằm ngày 20 tháng 10 năm Quý Mão, gia đình họ nhà trai cũng như gia đình họ nhà gái hân hoan được đón dâu hiền và rể thảo. Tình yêu của hai con chúng tôi chính thức được lên duyên vợ chồng. Và giây phút này đây, không phải để quý vị chờ đâu, đợi lâu hơn nữa, chương trình đại lễ thành hôn của chú rể Văn Dưỡng và cô dâu Diệu Linh chính thức được bắt đầu ạ. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, mỗi khi đến độ thu đi qua, đông lại về, để rồi đông về thì cho gió heo may, để rồi cho Văn Dưỡng và Diệu Ninh chính thức được lên duyên vợ chồng. Kính thưa toàn thể quý vị, quý anh chị và các bạn, thật là tuyệt vời. Xa xưa thì ông cha ta đã câu ca dao như thế này quý vị ạ: chim khôn thì đậu nóc nhà quan, trai khôn dựng vợ, gái ngoan gả chồng. Kính thưa toàn thể quý vị, và sau ít phút nữa thôi thì toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng chứng kiến với những khoảnh khắc trọng đại hạnh phúc nhất của chú rể Văn Dưỡng và cô dâu Diệu Linh. Thì giây phút này đây, chúng ta sẽ cùng nhau lắng đọng lại, chúng ta sẽ cùng dành những ít phút trang trọng để chúng ta sẽ cùng lắng nghe với những lời phát biểu, thưa chuyện, đáp từ cũng như trao dâu và nhận rể của hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình nhà trai cũng như gia đình họ nhà gái. Và giây phút này đây, xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ hướng mắt về bục vinh quang đến đài và chúng ta sẽ nổ một tràng vỗ tay thật là lồng nhiệt để chào đón tới sự hiện diện của ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái, ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai. Xin mời hai ông sẽ tiến lên bục vinh quang đến đài trong ngày đang có hạnh phúc hôm nay. Xin trân trọng và kính mời. Chúng ta sẽ cùng nhau là một tràng vỗ tay thật là lồng nhiệt để chào đón tới sự hiện diện của hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình nhà trai cũng như gia đình họ nhà gái trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Và trên một vinh quang, trên một sân khấu, giây phút ở đây đã chính thức có sự hiện diện của hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Dạ vâng, và ngay từ đầu giờ chương trình mà chúng tôi đã truyền tải thông điệp với toàn thể quý vị, ngày hôm nay, ngày mà gia đình họ nhà trai cũng như gia đình họ nhà gái chính thức được đón dâu hiền và rể thảo. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe với những lời phát biểu, thưa chuyện và đáp từ, trao dâu và nhận rể của hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình nhà trai cũng như gia đình họ nhà gái. Và với lời phát biểu đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu với toàn thể quý vị, đó là lời phát biểu trao dâu nhận rể của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Và một tràng vỗ tay của toàn thể quý vị để chúng ta sẽ cùng chào đón bước vào lời phát biểu của ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Thưa quý ông, quý bà, thưa toàn thể anh em, bạn bè, thân chân quý gần xa, thưa toàn thể hội hôn, qua sự tìm hiểu của hai cháu Diệu Linh và Văn Dưỡng, hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến và chúc phúc hạnh phúc cho đôi con trẻ. Sau quá trình tìm hiểu, hôm nay chúng ta cùng nhau long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn này để giao nhiệm vụ cho hai cháu. Một, đối với Diệu Đinh là phải dâu hiền về đây thờ cúng gia tiên, phụng dưỡng bố mẹ già và xây dựng hạnh phúc đài tương lai. Về chú rể là dâu này trai thảo, người gánh vác chịu trách nhiệm trọng trách trong một gia đình ấm êm và hạnh phúc. Để chúc phúc cho đôi con trẻ, tôi đề nghị chúng ta một tràng pháo tay chúc mừng. Và xin trân trọng cảm ơn. Thế là chúng ta đã hoàn thành trọng trách với người cha và người mẹ đã trông nom con cái lớn lên và trưởng thành. Hôm nay trai lớn thì lấy vợ,
gái lớn thì gả chồng. Hội nhà gái chúng tôi hôm nay chính thức trao cháu gái của chúng tôi Diệu Linh về làm dâu con của gia đình họ nhà trai để thờ cúng gia tiên phụng dưỡng gia đình bố mẹ già và chăm lo vun vén cho hạnh phúc của đôi lứa ngày một phát triển. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả hôn trường, chúc tất cả chúng ta sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an lành. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, quý chị và các bạn thân mến, con gái ơi, con là tất cả, là niềm vui, niềm hãnh diện, niềm khát vọng hạnh phúc của gia đình. Và vừa rồi thì tất cả toàn thể quý vị chúng ta đã được lắng nghe với lời phát biểu thư chuyện trao dâu đầu tiên của ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái trong ngày đăng quang hạnh phúc hôm nay. Lời đầu tiên cho phép ông xin được gửi lời chào lồng nhiệt nhất tới toàn thể quý vị và cho phép ông cũng xin được gửi lời cảm ơn tới sự ở tiếp đón lồng hậu trang trọng lịch thiệp mà ngày hôm nay gia đình họ nhà trai đã dành tặng cho gia đình họ nhà gái chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, và đặc biệt hơn, giây phút thì này trọng đại hạnh phúc nhất, ông xin được giao cháu Diệu Linh là cô dâu hạnh phúc nhất của phái đoàn cao cả của gia đình họ nhà trai, gia đình họ nhà gái ngày hôm nay đã chính thức là dâu con trong nhà của phái đoàn cao cả của gia đình cũng như dòng tộc của gia đình họ nhà trai. Và đặc biệt hơn, ông xin được đón nhận chú rể Phan Dương từ những giây phút đầu tiên lễ đặt chầu tại hôn trường cưới của gia đình họ nhà gái. Và ông dành những lời chúc mừng tốt đẹp hạnh phúc nhất, chúc cho hai cháu viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Đó là tâm tình, là nguyện vọng hạnh phúc nhất mà vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái đã vừa nêu trên nào. Và để ghi nhận những lời phát biểu đầy đủ ý nghĩa đó, một lần nữa xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau nổ một tràng vỗ tay thật lớn nhất ạ để cảm ơn với lời phát biểu của ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày vui thì như hội tơ hồng, ngày vui hôm nay mà gia đình họ nhà trai chúng tôi đang được lồng nhiệt hân hoan chào đón tới sự hiện diện của tất cả toàn thể quý vị. Và giây phút này đây ạ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe với lời phát biểu thứ hai, đó là lời phát biểu trao rể và đón cô dâu Diệu Linh của ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai. Vậy với giây phút này đây, xin mời quý vị ạ, chúng ta sẽ cùng đồng một tràng vỗ tay thật là lớn nhất ạ để chào đón với lời phát biểu của ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu, thật đúng là trăng vàng thao thức nhòm sang, một người thao thức nhớ thương một người, ai mang trăng thả nước trời cho đêm trằn trọc để rồi cưới nhau. Qua sự tìm hiểu của hai cháu, được sự thống nhất của hai gia đình chính quyền địa phương, hôm nay gia đình ông Cường bà Phương, ông Đạo và bà Phương tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Đại diện cho gia đình nhà trai, tôi rất tán đồng ý kiến phát biểu của ông trưởng đoàn họ nhà gái. Mặc dầu đường xá xa xôi, nhưng với sự tận tâm tận tình với con, với cháu, với anh, với em, các cụ, các ông, các bà, các bác, cô dì, chú bác đã nặn nội đường xa đến để chứng kiến buổi lễ thành hôn của hai cháu được trang trọng. Và tôi xin chúc hai cháu mãi mãi xinh tươi, ngày càng phát triển. Nếu mà đẻ con trai thì tài lộc chẳng kém ông, và nếu sinh con gái thì cũng không kém bà. Và cuối cùng tôi xin cảm ơn các vị tân quý sách gần xa đã đến chúc phúc hai nhà chúng tôi. Xin cảm ơn. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, và vừa rồi thì toàn thể quý vị chúng ta đã được lắng nghe với lời phát biểu chào mừng cũng như nhận cô dâu Diệu Linh và trao chú rể Văn Dưỡng của vị trưởng đoàn đại diện trong gia đình họ nhà trai chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép ông xin được hân hoan lòng nhiệt chào đón tới tất cả toàn thể quý vị chúng ta đang hiện diện tại khán phòng hoa của gia đình chúng tôi. Và một lần nữa giờ này quý vị chúng ta đang cùng chung chia và chứng kiến với những nghi thức, những giây phút trọng đại thiêng liêng hạnh phúc nhất, đó là những bước đi đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân của chú rể Văn Dưỡng và cô dâu Diệu Linh. Kính thưa toàn thể quý vị, và đặc biệt là ông cũng dành những lời chúc mừng tốt đẹp hạnh phúc nhất cho hai bên, gia đình nhà trai cũng như gia đình họ nhà gái, và đặc biệt là chúc mừng hạnh phúc cho tình yêu của cô dâu và chú rể. Ngày hôm nay hai bên gia đình được đón dâu hiền và rể thảo. Dâu hiền thì nên con gái, mà rể thảo thì nên con trai. Tình nghĩa trăm năm, tình nghĩa hạnh phúc, tình nghĩa của cô dâu và chú rể ngày hôm nay nên duyên đang được đón chờ, đang được đón chào những giây phút hạnh phúc của tất cả toàn thể quý vị. Và đúng quả thật vậy ạ, mừng thì mừng cho hạnh phúc nữa đôi,
và chúc thì chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị, và đến giây phút này đây xin mời hai ông trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình nhà trai cũng như gia đình họ nhà gái hãy dành cho nhau cái bắt tay thật chặt để nói lên tình đoàn kết, tình thông gia hai nhà nên một ạ. Một tràng vỗ tay của tất cả toàn thể quý vị. Xin cảm ơn tới sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Xin mời hai bác sẽ trở về với những hàng ghế danh dự để tiếp tục chứng kiến với những giây phút hạnh phúc tình yêu của hai con. Kính thưa toàn thể quý vị, quý anh chị và các bạn thân mến, sinh con ra, nuôi con khôn lớn. Ngày hôm nay, niềm vui trọn vẹn đó chúng ta luôn dành về những bậc đấng sinh thành. Và giây phút mà chú rể Văn Dưỡng cùng với cô dâu Diệu Ninh sẽ chính thức thực hiện các nghi lễ thình lình trọng đại hạnh phúc nhất trong ngày đăng quang hôm nay. Giây phút này chúng tôi muốn nói với toàn thể quý vị, đó là những giây phút có sự chứng kiến của song thân phụ mẫu của hai bên gia đình, nhà trai cũng như gia đình họ nhà gái. Và giờ đây xin vui mừng và trân trọng giới thiệu song thân phụ mẫu sinh thành ra chú rể Văn Dưỡng, đó là ông Nguyễn Văn Cường và bà Trần Thị Phương sẽ tiến đến bục vinh quang lễ đài. Xin trân trọng và kính mời. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đồng một tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt để chào đón song thân phụ mẫu sinh thành ra chú rể Văn Dưỡng trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, về phía gia đình họ nhà gái xin vui mừng và trân trọng giới thiệu song thân phụ mẫu sinh thành được cô dâu Diệu Linh, đó là ông Bùi Quang Đạo và bà Trần Thị Phương ạ, sẽ tiến đến một vinh quang lễ đài. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng vào một tràng vỗ tay thật là lâu nhiên ạ để chào đón tới sự hiện diện của song thân phụ mẫu sinh thành ra cô dâu Diệu Linh trong ngày đăng quang hạnh phúc hôm nay ạ. Một tràng vỗ tay của tất cả toàn thể quý vị ạ. Toàn thể quý vị, quý chị và các bạn thân mến, và trên một vinh quang, trên một sân khấu, giây phút ở đây chúng ta đã thấy với những ánh mắt và đặc biệt là nụ cười rạng ngời mãn nguyện hạnh phúc nhất của song thân phụ mẫu của hai bên gia đình nhà trai cũng như gia đình họ nhà gái. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nổ một tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt ạ để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày đăng quang hạnh phúc hôm nay ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, quý chị và các bạn thân mến, ai đã bắt nhịp cầu ô thuốc để rồi ngày hôm nay trai hùng sánh bước với thủy quyên. Và đúng quả thật vậy ạ. Chúc mai thì ngày hôm nay đã chính thức về chung một nhà, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm, cùng nhau chung bước mai sau, thủy chung, chung thủy sắc màu của tình yêu. Giây phút nghi lễ thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu với toàn thể quý vị, đó là giây phút mà chú rể Văn Dưỡng cùng với cô dâu Diệu Linh họ sẽ trao nhẫn cưới cho nhau, là đính ước, là kỷ vật trăm năm của cô dâu và chú rể trong ngày đăng quang hạnh phúc hôm nay. Và giờ đây xin mời chú rể Văn Dưỡng cùng với cô dâu Diệu Linh hãy cùng hướng ánh mắt yêu thương vào nhau. Kính thưa toàn thể quý vị, và như chúng ta vẫn thường đó, những trái hạnh phúc của tình yêu đó là biến đỗ hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Nhưng thưa toàn thể quý vị, tôi nghĩ như thế này ạ, biến đỗ hạnh phúc tình yêu ngày hôm nay, tình yêu của cô dâu và chú rể họ mới chính thức căng buồng vượt trường sa, vượt trùng sa, cùng trải qua tất cả bão tố, cùng nhau trở về những giây phút hạnh phúc của bên nhau. Nhẫn cưới là một vòng tròn không có điểm dừng, là minh chứng hạnh phúc cho tình yêu để nói nên ngày hôm nay, ngày tình yêu của cô dâu và chú rể chính thức được lên duyên vợ chồng. Một tràng vỗ tay của tất cả toàn thể quý vị ạ để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong ngày đăng quang hạnh phúc hôm nay ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, tay bưng đĩa muối châm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau, bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng son sắt của đôi ta. Kính thưa toàn thể quý vị, nghi thức thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu với toàn thể quý vị, đó là nghi thức mà cô dâu và chú rể họ sẽ cùng nhau tay trong tay để khai vị mật ngọt hạnh phúc của tình yêu ạ. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ tiến về thắp bánh tình yêu ạ. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ dành những giây phút nắng đỏ hạnh phúc nhất, và chúng ta sẽ cùng chứng kiến với những giây phút mà cô dâu và chú rể thực hiện các nghi lễ đầu tiên là đường đời hạnh phúc. Kính thưa quý vị, tầng bánh đầu tiên ạ xin được cắt ra để cảm ơn cuộc sống, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt đã xe duyên chỉ thắm để rồi tình yêu của hai bên gia đình, tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay được lên duyên vợ chồng.
Vòng bánh thứ hai ạ, xin được cắt ra để cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng dục của gia đình họ nhà trai cũng như gia đình họ nhà gái đã dành tất cả những điều yêu thương hạnh phúc nhất cho hai con. Và tấm bánh thứ ba xin được cắt ra cảm ơn với sự hiện diện của tất cả toàn thể quý vị ngày hôm nay đã cùng trở về với tư gia của gia đình chúng tôi, chung chia với những giây phút hạnh phúc nhất. Và một lần nữa xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đồng một tràng vỗ tay thật là long nhiệt ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, hãy đong đầy những yêu thương, hãy đong đầy với những mật ngọt của hạnh phúc. Nghi lễ thứ tư mà chúng tôi muốn giới thiệu với toàn thể quý vị đó là nghi lễ mà cô dâu và chú rể cùng nhau tay trong tay rót đầy lên thắp đi hạnh phúc của tình yêu và khai vị mật ngọt, khai vị sâm banh trong ngày đăng quang hạnh phúc hôm nay. Và giờ này xin mời chú rể Văn Dương ạ, sẽ dùng đến sức mạnh của tình yêu để khai chai sâm banh đầu tiên ạ. Một tràng vỗ tay của toàn thể quý vị ạ. Rất là nhanh ạ, tuyệt vời ạ. Dạ vâng, và giờ này xin mời cô dâu Diệu Linh ạ, hãy cùng với chú rể Văn Dương trong lời đến thắp đi tình yêu đầu tiên ạ. Một tràng vỗ tay của tất cả toàn thể quý vị ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, có ánh sáng nào sáng hơn ánh sáng của mặt trời, có ngọn lửa nào rực cháy hơn ngọn lửa của tình yêu, làn khói huyền nào đang được lan tỏa tới toàn thể quý vị để được ngày hôm nay cô dâu và chú rể họ đang đong đầy với những khoảnh khắc hạnh phúc nhất ạ. Và chai rượu thứ hai ạ, xin mời chú rể Văn Dương ạ, một lần nữa hãy cùng dùng đến sức mạnh của tình yêu đi ạ. Có ánh sáng nào sáng hơn của ánh sáng của mặt trời, có ngọn lửa nào rực cháy hơn ngọn lửa của tình yêu, và những dòng rượu còn lại ạ, xin mời chú rể Văn Dương cùng với cô dâu Diệu Linh tiếp tục hãy đong đầy đến thắp ly của tình yêu ạ. Hãy đong đầy tất cả với những mật ngọt ạ. Nước để tô điểm cho cuộc sống, mật ngọt để tô điểm cho hạnh phúc của mai sau, đó là khát vọng hạnh phúc mà đôi bạn trẻ đang được đong đầy ạ. Một tràng vỗ tay của toàn thể quý vị ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, và ông cha ta đã có công thế này quý vị ạ, chữ chung thì để phần cha, chữ hiếu thì để phần mẹ, đôi ta chung nhau chữ tình để tỏ lòng kính hiếu, dâng lên những ly rượu hạnh phúc của hai con. Và giờ này xin mời cô dâu Diệu Linh sẽ cầm hai ly rượu hiếu kính dâng lên sau thân phụ mẫu sinh thành ra chú rể Văn Dương, và xin mời chú rể Văn Dương sẽ cầm ly rượu hiếu kính để dâng lên người cha vợ thân yêu của mình, đó là người cha vợ của cô dâu của cô dâu Diệu Linh ạ. Và xin mời quý vị ạ, chúng ta sẽ cùng nhau đón nhận với những giây phút hạnh phúc đó và hãy cùng chúc phúc cho hạnh phúc tình yêu của hai con ạ. Xin trân trọng và kính mời ạ. Dạ vâng ạ, và giờ này thì xin mời toàn thể quý vị ạ, hãy đón lấy ly rượu hạnh phúc của hai con ạ. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ trở về chính giữa để đón nhận lấy ly rượu hạnh phúc của mình ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, quý chị và các bạn thân mến, mừng cho hạnh phúc đôi đôi và mừng cho tình thương gia hạnh phúc của hai bên gia đình. Trước giây phút mà quý vị chúng ta sẽ được chứng kiến với những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai bên gia đình, của cô dâu và chú rể trong ngày đăng quang hạnh phúc hôm nay. Và giờ này đầu tiên ạ, xin mời chú rể Văn Dương và cô dâu Diệu Linh hãy đan lấy tay nhau đi ạ. Dạ vâng ạ, đúng theo yêu cầu của ban tổ chức đấy ạ. Còn hai bên gia đình thì sao ạ, hãy cùng ly đi ạ. Đầu tiên hãy cùng ly trước đi ạ. Dạ vâng ạ, sau đó sẽ cùng dâng cao ly rượu của mình lên đi ạ. Và giây phút ở đây là giây phút nắng đọng, giây phút thiêng liêng tràn ngập hạnh phúc nhất của hai bên gia đình chúng tôi. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy hướng mắt lên mục vinh quang thế này, chúng tôi đang cùng đồng hành với toàn thể quý vị ạ. 3, 2, 1 ạ, xin mời hai bên gia đình cùng đi ạ, 100% ạ. Xin mời cô dâu và chú rể ạ, hãy nói lên với tất cả với những yêu thương hạnh phúc nhất ạ. Còn quý vị thì sao ạ, một tràng vỗ tay thật là lâm nhiên ạ.
xin được trân trọng cảm ơn. Và giờ này thì xin mời hai bên gia đình ạ, hãy dành những cái bắt tay thật chặt ạ. Xin mời hai ông thông gia hãy dành những cái bắt tay thật chặt để nói lên những giây phút hạnh phúc nhất của hai bên gia đình chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện của hai bên gia đình. Xin mời quý vị sẽ trở về với những hàng ghế danh dự để tiếp tục mời chồng mời cha cũng như chứng kiến với những giây phút hạnh phúc của hai con ạ. Xin được trân trọng cảm ơn. Và đó là tấm lòng của gia đình chúng tôi cũng như tấm lòng của toàn thể quý vị. Và để tỏ lòng cảm ơn tới tất cả toàn thể quý vị, và giờ này xin mời chú Rể Văn Dữ cùng với cô dâu Diệu Linh chúng ta sẽ tạm để bó hoa hạnh phúc ở trên mặt bàn, sẽ cùng trở về với từng bàn tiệc trà để mời cha, mời thuốc, mời chầu, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả toàn thể quý vị. Xin trân trọng và kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, và bên cạnh tình yêu thì âm nhạc luôn là một trong những món ăn tinh thần nghệ thuật không thể thiếu được trong vấn đề sống con người của chúng ta. Nó đang tô điểm cho hạnh phúc và nó đang xen với những cảm xúc của toàn thể quý vị. Và qua với những ekip và đặc biệt qua với những giai điệu yêu thương, chúng tôi, những người thực hiện chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện là tiệc cưới Thành Được đã cùng đồng hành với toàn thể quý vị để ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ca lên những lời ca tiếng hát. Chúng ta sẽ cùng qua những giai điệu yêu thương là món quà tâm tình hạnh phúc để chúc mừng hạnh phúc cho hai bên gia đình, chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây ạ, với những bàn tay tài hoa theo dệt từ những bản tình ca đó, và xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau hân hoan mời chồng mời cha mời nước, và Hồng Thoan đến từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới sẽ cùng dành với những khoảng thời gian hạnh phúc nhất qua những giai điệu yêu thương mà Hồng Thoan sẽ dành tặng tới toàn thể quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Một tràng vỗ tay của toàn thể quý vị để chào đón nam ca sĩ Hồng Thoan. Chào tất cả quý vị đại biểu, khách quý, quý chị và các bạn, rất vui mừng được chào đón quý vị, chị và các bạn về tham dự chương trình hôn lễ mừng hạnh phúc trăm năm cho em trong buổi chiều ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép tôi được thay lời cho gia đình cũng như ban tổ chức xin được gửi tới toàn thể quý đại biểu khách quý của hai bên gia đình chúng ta đang hiện diện tại phòng hoa hạnh phúc của gia đình họ nhà trai chúng tôi lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất ạ. Gia đình và để mở đầu chương trình văn nghệ chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho em trong buổi chiều ngày hôm nay, giờ này ban tổ chức xin được kính chào lời mời của gia đình trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta tự nhiên hiện diện mời nước, mời thuốc xây chầu và cùng lắng nghe một nhạc phẩm mang tựa đề khách đến chơi nhà thay lời.
cầu những tràng pháo tay thật lớn phát động lên để chúc mừng ạ. Kính thưa quý điều phần quý khách theo yêu cầu của chú rể và cô dâu trong buổi chiều ngày hôm nay thì giờ này Minh Thư xin được chuyển tới lời mời của gia đình trân trọng kính mời tất cả quý vị và nhiều khách quý chúng ta tiếp tục hiện diện mời nước mời thuyết xây chầu và Minh Thư xin được gửi tới toàn thể quý vị và đặc biệt chú rể và cô dâu trong buổi chiều ngày hôm nay trong chương trình buổi lễ thành hôn một nhạc phẩm mang tựa đề Khát vọng tình yêu dành riêng cho chú rể và cô dâu trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
ban tổ chức chúng tôi xin được thay lời cho gia đình, xin được chúc toàn thể quý vị đại biểu khách quý chúng ta đang hiện diện tại phòng hạnh phúc của gia đình họ nhà trai chúng tôi lời cảm ơn chân thành nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, và xin chúc chú rể cô dâu được trăm năm hạnh phúc và trọn đời thủy chung. Xin quý vị nổ những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị, ngọt ngào cho câu hát để đưa ta về với bến bờ hạnh phúc của tình yêu. Rất là ngọt ngào, rất là truyền cảm, rất là trữ tình, đang đong đầy với những yêu thương, đang lan tỏa với những giây phút hạnh phúc của toàn thể quý vị qua với những lời ca tiếng hát của Hồng Thoan đến từ trung tâm tổ chức sự kiện là tiệc cưới Thành Lượng trong ngày đăng quang hạnh phúc hôm nay. Và chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt hơn nữa được không ạ? Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, và bên cạnh với những giai điệu yêu thương, bên cạnh với những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, thì ngày hôm nay chú rể Văn Dưỡng và cô dâu Diệu Linh họ còn được đón nhận những món quà vật chất đến từ người thân trong gia đình. Và giờ này thì xin mời chú rể Văn Dưỡng và cô dâu Diệu Linh chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy tiến lên bục vinh quang để đón nhận những tấm lòng đặc biệt, là đó là những tình cảm thật là tuyệt vời, hạnh phúc nhất của đại gia đình nhà trai trong ngày đăng quang hạnh phúc hôm nay. Đó là những giây phút hạnh phúc nhất đến từ những người thân trong gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị, mời trở lại hai con và bố mẹ có những món quà kỳ vật thiêng liêng để trao tặng và chúc mừng hạnh phúc cho hai con. Và nói đến tới đây, xin vui mừng và trân trọng giới thiệu song thân phụ mẫu sinh thành ra chú rể Văn Dưỡng là ông Nguyễn Văn Cường và bà Trần Thị Phương sẽ tiến đến bục vinh quang lễ đài có những món quà kỳ vật thiêng liêng để trao tặng và chúc mừng hạnh phúc cho hai con trong ngày đăng quang hôm nay. Xin được trọng và kính mời. Toàn thể quý vị, quý chị và các bạn thân mến, ngoài kia thì thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của bố mẹ đó là những cái thiện là hạnh phúc của hai con. Và ngày hôm nay từ những tiếng khóc hoa hoa chào đời, với những bước đi chậm trước, với những khoảnh khắc hạnh phúc khôn lớn của con mỗi ngày, thì giây phút hạnh phúc mãn nguyện nhất đó là giây phút mà bố mẹ thấy những giây phút hạnh phúc hai con lên duyên vợ chồng. Và qua này thì bố mẹ trao tặng và chúc mừng cho hai con, chúc cho hai con viên mãn bằng đầu nghĩa phu thê. Đó là tâm tình hạnh phúc nhất đến từ song thân của mẫu sinh thành là chú rể Văn Dưỡng trong ngày đăng quang hôm nay. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy nồng một tràng vỗ tay thật là nồng nhiệt ạ, để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể cũng như đại gia đình chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, quý chị và các bạn thân mến, vì điều kiện công việc của những ngày cuối năm, anh chị Hùng Hường công tác ở trong Sài Gòn, vì điều kiện công việc không thể về được, chúc mừng hạnh phúc cho hai em. Và giây phút này đây thì anh chị Hùng Hường có nhờ tới anh chị Dương ạ. Và giây phút này đây xin mời anh chị Dương sẽ tiến lên bục vinh quang để thay mặt cho anh chị Hùng Hường trao tặng những món quà kỷ vật thiên nhiên để chúc mừng hạnh phúc cho hai em trong ngày đăng quang hạnh phúc hôm nay. Và đặc biệt là anh chị Quyền Dương cũng có những món quà và kỷ vật thiên nhiên để trao tặng và chúc mừng hạnh phúc cho hai em trong ngày đăng quang hạnh phúc ạ. Xin được trân trọng kính mời tới anh chị Quyền Dương sẽ tiến lên bục vinh quang. Trước hết là trao món quà hạnh phúc của anh chị Hùng Hường. Về điều kiện hoàn cảnh những ngày cuối năm, vận công việc công tác không thể về được, thì có nhờ tới anh chị Dương ạ. Và sau đó thì anh chị Quyền Dương, ngày hôm nay ngày đang có hạnh phúc, ngày mà hai em nên duyên vợ chồng, thì anh chị cũng có những món quà kỷ vật thiêng liêng để trao tặng và chúc mừng hạnh phúc cho hai em. Xin trân trọng và kính mời tới anh chị sẽ tiến đến bục vinh quang. Dạ vâng ạ, và ngay sau đây là món quà của anh chị Quyền Dương ạ. Dạ vâng ạ, chú rể Văn Dưỡng và cô dâu Diệu Linh thích nhá. Vàng đang lên, chương trình làm giàu không khó, cưới vợ gái là có vàng ngay ạ. Một tràng vỗ tay vào toàn thể quý vị ạ. Dạ vâng, hẳn kính cho toàn thể quý vị. Và một lần nữa thì thay cho lời cảm ơn của chú rể Văn Dưỡng và cô dâu Diệu Linh, xin được trân trọng cảm ơn với những món quà rất là tuyệt vời đến từ song thân phụ mẫu cũng như đến từ anh chị của chú rể Văn Dưỡng ngày hôm nay đã dành tặng tất cả với những tình cảm hạnh phúc đó cho cô dâu và chú rể. Kính thưa toàn thể quý vị, còn đối với Minh Quyền đến từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Thành Lượng, quý vị thân mến,
và Minh Quyền cùng với Văn Dưỡng là những người bạn chí cốt học cùng với nhau thời cấp 3. Và sau 10 năm ra trường, mỗi người công tác trên một mảnh đất quê hương Việt Nam. Nhưng mà hôm nay rất là bất ngờ tình cảm, sau một thời gian không thể liên lạc được với nhau thì thật là tình cờ hôm nay lại đúng gặp vào chú rể Văn Dưỡng ạ. Được đón người vợ, và đặc biệt là tình yêu của đôi bạn lại nên duyên vợ chồng. Thì trong cái giây phút hạnh phúc đó thì Minh Quyền cũng có những lời ca tiếng hát để gửi tặng để chúc mừng hạnh phúc cho Văn Dưỡng, cũng như món quà của toàn thể quý vị, đó là ca khúc rất là quen thuộc, đó là ca khúc Điệp Khúc Mùa Xuân. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức.
vâng, quý vị có thể dành cho mình quyền một tràng vỗ tay được không ạ? Dạ vâng, cảm ơn những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị rất là nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, quý anh chị và các bạn thân mến, trong suốt những ngày vừa qua thì cánh Thiệp Hồng đã hòa quyện với những cánh nghén hạnh phúc bay đi khắp muôn nơi để báo tin vui với toàn thể quý vị. Ngày hôm nay, ngày mà gia đình họ nhà trai cũng như gia đình họ nhà gái chúng tôi chính thức được đón dâu Hiền và dì Thảo. Kính thưa toàn thể quý vị và tiếp khách tại gia, và đến giây phút ở đây chúng ta sẽ dành một trong những ít phút trang trọng để chào đón sự hiện diện của ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai sẽ tiến lên bục vinh quang, có một lời phát biểu cảm ơn tới tất cả toàn thể quý vị. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đồng một tràng vỗ tay thật là lồng nhiệt để chào đón sự hiện diện trở lại của ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai trong buổi chiều ngày hôm nay. Thương các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên, buổi lễ thành hôn của hai cháu rất là sôi động và phấn khởi. Gia đình họ nhà trai chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý ông, quý bà, các vị tân quý khách gần xa đã đến để chứng kiến và mừng buổi lễ thành hôn của chúng cháu, các cháu thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quý anh chị và các bạn thân mến. Và giờ này thì chúng ta có thể khẳng định với nhau như thế này quý vị ạ. Dưỡng thì như trúc, mà linh thì như mai, như hai con chim lượn, như hai trái tim nào. Vâng, họ cứ quấn quýt bên nhau thì quý vị ạ. Có một tràng vỗ tay thật là lòng nhiệt của toàn thể quý vị ạ, để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và giờ này thì xin mời chú rể Văn Dưỡng và cô dâu Diệu Linh, chúng ta sẽ cùng nhau tay trong tay đứng dậy ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, quý anh chị và các bạn thân mến, bao năm tháng đợi mong chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Trăm năm thì chọn lấy một ngày, mà một ngày thì chọn lấy một giờ xe tư. Hôm nay ông Nguyệt bà Tơ đã xe duyên chỉ thẳng để rồi tình yêu của Văn Dưỡng và Diệu Linh họ chính thức được lên duyên vợ chồng. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng trở về đây, chúng ta sẽ cùng nhau chung một lời chúc, chúc cho tình thông gia hạnh phúc của hai bên gia đình ngày hôm nay được đón dâu Hiền và dì Thảo. Chúc cho tình yêu đăng quang của Văn Dưỡng và Diệu Linh họ bạc đầu nghĩa phu thê. Kính thưa toàn thể quý vị, và bằng giờ này năm sau chúng ta sẽ cùng trở về đây để chúc cho những giây phút hạnh phúc đó là đứa con đầu đời của chú rể Văn Dưỡng và cô dâu Diệu Linh. Kính thưa quý vị, 30 phút không dài không ngắn để đủ ý nghĩa đã đong đầy tất cả những yêu thương trong chương trình đại lễ thành hôn của chú rể Văn Dưỡng và cô dâu Diệu Linh. Để tỏ lòng cảm ơn tới tất cả toàn thể quý vị, và giờ này xin mời chú rể Văn Dưỡng và Diệu Linh hãy dành cái cúi đầu thật là nhẹ nhàng để cảm ơn tới tất cả toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, và chương trình đại lễ thành hôn cho chú rể Văn Dưỡng và cô dâu Diệu Linh chính thức khép lại tại đây. Và giờ này cho phép vợ chồng son xin được tiễn hội hôn ra về từ đây. Kính thưa toàn thể quý vị, và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tới tất cả toàn thể quý vị. Chúng ta đã bớt chút những thời gian công việc riêng tư của gia đình nhà mình, và giờ này xin mời chú rể Văn Dưỡng và Diệu Linh sẽ trở lại.
bao giờ chia xa.